Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay em tiếp tục lên cho các anh một cái bộ dàn gồm có một micro và một âm ly như quý vị nha, một micro một âm ly của Jago Suzong. Đấy thì cái hãng Jago Suzong này chắc là không ai xa lạ gì nữa rồi, đặc biệt là những anh chơi karaoke. Vì cái mẫu Jago Suzong 506N với 203N thì nó đã quá nổi tiếng rồi, và sau này thì cái thương hiệu âm ly Hàn Quốc này thì nó sẽ có thêm những cái mẫu mới. Đấy. Và gần đây nhất thì nó có hai mẫu cực kỳ mới, đấy là 203 Gold Luxury và con micro Jago K1000 này của hãng ra mắt vào năm 2021 rồi này. Đấy thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một bộ sẽ gồm có một âm ly Jago Suzong 203 Gold Luxury và con micro K1000 này quý vị nhé. Đấy, để về là chúng ta là ai đang có các cái loa karaoke bát 25 sẵn rồi, chúng ta cần nâng cấp âm ly, cần nâng cấp mic thì chúng ta có thể là lấy con này về để nâng cấp lên, hoặc là chúng ta ai đang có loa sẵn rồi nhưng mà bây giờ cần mua thêm âm ly với mic thì là có thể tham khảo bộ đây. Ngoài ra thì những ai mà chưa có bộ karaoke thì chúng ta có thể tham khảo bộ mic loa đấy, và mic âm ly, và có thể tham khảo thêm một đôi loa bass 25 ở bên em thì để chúng ta ghép vào đây cho hợp lý nhá. Đấy thì con 203 Gold Luxury này thì nó sẽ kéo được một đôi bass 25 của loa nằm đấy, và nó cho chất âm rất là tốt, bass chắc. Và 203 Gold Luxury thì hiện nay nó hỗ trợ đầy đủ tất cả các cái đường vào, đường quang, rồi đường dây AV và đường Bluetooth để cho chúng ta là kết nối đa dạng với các thiết bị chúng ta được nhé. Điện thoại cũng được, TV Smart cũng được, mà cắm máy tính cũng được. Đấy. Đây, hiện tại em đang kết nối bằng Bluetooth đây, không dây nhé. Đấy, và con này thì nó cho chất nhạc, quý vị thấy rồi, rất chắc khỏe. Đấy, kéo căng một đôi loa bass 25 nhé. Và đây là đôi BMW 450SE của Minh Tuấn, bass 25. Đấy. Và đang cho tiếng rất tốt, quý vị thấy không ạ? Đây nhá, và đây là hàng này thì em cũng xin nói luôn là tất cả cái hàng này đều là hàng chính hãng 100% nhá. Này, Jago Suzong này. Này, có tem mác của nhà sản xuất ở nơi. Và nếu chúng ta soi camera ở một góc hợp lý và một độ gần và đủ gần. Nếu đưa camera đủ gần và đúng vị trí góc camera chúng ta hiện sẽ có chữ OK hiện lên, như thế không ạ? Đấy nhá. Đây cũng vậy này. À, có chữ OK hiện lên, như thế không ạ? Thì đây là đặc trưng của cái dòng tem mới gần đây để chống hàng giả hàng nhái của Jago Suzong. Vì là bây giờ thì các cái dòng âm ly này bị làm nhái rất nhiều, đặc biệt là con 506N, 203N. Đấy. Nên là bây giờ mọi người mua hàng hãy cẩn thận vị nhá. Và em cũng xin lưu ý thêm là 506N cũng như 203N bây giờ đã bị bỏ mẫu và được thay thế bằng các mẫu như là 203BT này. Đấy, rồi là 203 Gold Luxury này. Đấy. Phiên bản 506N thì được thay thế bằng 506DP, 1506KM. Đấy. Quý vị nhá, quý vị lưu ý cho em những cái đấy để nó không bị mua phải hàng giả nhái nhá. Này, âm ly thì quý vị thấy rồi này. Có đầy đủ các đường vào đây. OPT là đường quang này, đây là đường Bluetooth này. AB là hai đường vào cho dây AV này. Đấy. Trên âm ly thì chúng ta thấy là sẽ có các cái tầng chỉnh nhạc, chỉnh master riêng nhé. Còn đây là mic Jago Suzong đây. K1000. Tay mic màu đen nhé. Tay mic màu đen. Đấy, sơn bóng chống xước. Tất nhiên là đây là chống xước ở cái việc mà va đập nhẹ thôi nhé. Còn nếu như mà chúng ta cố tình trà xước thì nó không thể chống được đâu. Đấy. Jago Suzong cũng thế không? Đây, và chúng ta sẽ sử dụng pin con thỏ loại 1,5V. Đấy, để chúng ta là cấp nguồn cho cái micro không dây này nhé. Đấy. Được 1, 2, 6, 7. Chất tiếng của con Jago Suzong này thì là giải trung rất tốt và giải trầm nó cũng ở mức vừa phải, nó không bị quá dày tiếng.
chết thì nó không bị vỡ. 1 2 6 7 1 2 6 7 cứ thế không ạ? Đấy, cái giải cao của nó 2 rất tốt đúng không, nhưng mà không hề vỡ tiếng nhé. 1 1 1 7 4 đấy, âm bắt rất vừa phải, nó không bị quá dày. Có nhiều các con mic mà nó dày quá, thậm chí khi mình nói những cái âm như vậy thì nó thậm chí nó còn u luôn đấy. Nhưng con này thì tiếng rất tốt, nói chung là em thấy con này giải tiếng rất đều. Và con Zago Suzong K1000 này thì giá của nó đang là 4.190.000 đồng đấy, 4.190.000 đồng quý nhé. Và con Zago Suzong 2014 Luxury này hiện tại giá của nó thị trường đang khoảng tầm 7.400.000 đấy, thì đang bên em đang có một chương trình giá tốt cuối năm dành cho những khách hàng mua 5 sản phẩm, chỉ có 5 con thôi nhé, 5 con chỉ có 5 con 2014 Luxury này với giá là đi 6.990.000 nhé. Quý vị nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em ngay nhé. Đấy, được cả hai thứ này vào thì nó chỉ khoảng tầm 10 triệu, hơn 10 triệu một tí xíu thôi, nhưng mà hát karaoke thì tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đấy, vâng nhé. Và quý vị nào mua cả bộ combo này thì là bên em sẽ có một thêm một cái phần quà cho quý vị đấy. Và quý vị liên hệ theo số là 0979591682 để biết thêm chi tiết về cái phần quà này nhé. Vâng, và bây giờ em có thể sẽ thử luôn cho quý vị nghe một đoạn chất âm của nó xem như nào. Vâng. Xin mời quý vị thưởng thức một đoạn chân vang của con ra mua Hakumaru Luxury và mic để cao bằng nghìn nhé. Hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường. Hát nữa đi em, hơi bếp hồng đốt lửa đêm đen. Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn, đời ai không có những tâm sự. Chuyện ngày xưa nắng chưa ngả bóng giờ, bên đường mòn hai đứa. Anh đánh đàn, em thì làm ca sĩ, nghe cũng buồn lắm đi. Ngày đó đã xa rồi, thương tiếc sầu nên môi qua trong đời tình xưa tìm tới. Ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, nay vầng trăng tô đẹp mà dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, môi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời. Tưởng đi hoa nở xanh vai tuyệt dành tặng bạn một món quà đặc biệt, cây thông bia tươi đầu tiên tại. Quý vị có thể thấy là cái con Zago Suzong 2014 Luxury này và con K1000 này của Suzong này thì là có chất âm rất là thuận tiện. Chất âm nó bay ở một mức vừa phải, nó không quá bị nhạt nhiều như này, nên hát mà
tiếng nữa, nên là cái con vang này nó một mức rất là vừa phải. Và đây là mang vang digital echo nên là tiếng sẽ rất là thật. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bên mông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa. Thì quý vị vừa mới được thưởng thức chất âm của cái bộ micro và âm ly của Zago Su Rong. Đấy, micro là con Zago Su Rong K1000 và âm ly karaoke ở đây là con 203 Kon Luxury với đầy đủ các tính năng kết nối Bluetooth cổng quang để hát karaoke từ TV Smart xuống cũng như là từ điện thoại ra được. Đấy. Vâng. Thì âm ly 203 Kon Luxury có công suất RM là 300W nhân 2CH. Là với mấy công suất như vậy thì là nó đáp ứng tốt một là đôi bát 25 các dòng loa nằm hát karaoke, và micro K1000 kia thì là chất âm của nó là các cái giải tiếng rất là đều và tiếng nó ra nó rất là thật tiếng và trong. Đấy, khi mình hát mình sẽ có cảm nhận rất là hay. Đấy, mình khi mình hát nó sẽ cảm giác nó dùng từ hay nó cũng đúng, mà dùng cái cảm nhận là nó sẽ rất thật tiếng mà mình hát nó cũng cảm giác nó rất sướng. Đấy. Thì con K1000 này nhá, vâng, thì giá của nó, vâng, những con K1000 này giá của nó khoảng tầm 5 triệu đấy, khoảng tầm 5 triệu, nhưng mà bây giờ hiện tại là bên em đang có giá tốt là chạy chương trình với hãng là 4.190.000 đồng nhá. Và con 203 Kon Luxury kia cũng vậy, đang có giá tốt là 6.990.000 đồng. Đấy. Thì tổng cả hai thứ là đi có gần khoảng 11 triệu một bộ thôi. Và nếu như quý vị mua theo cả combo micro và dòng Su Rong 203 Kon Luxury này thì bên em sẽ có thêm một phần quà cho quý vị để quý vị về chúng ta chơi Tết. Đấy. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Xin gặp lại quý vị ở trong những video theo của bên em. Vâng, và thông tin chi tiết hãy liên hệ 0979891682 hoặc là 0966594 số em.